xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Ngày mới chung xin chúc cô chú anh chị các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Thì hôm nay là ngày 17 tháng 7 2021, chung tiếp tục cập nhật cái tình hình ở thành phố Gạch Giá cho cô chú anh chị mình được xem và nắm rõ. Hiện tại thì chung đang trên cái tuyến đường Lâm Quang Ki, nói dài từ cái cầu Đúc cho tới Kinh Cục. Đây là một trong những cái tuyến đường mà có thể nói là dài nhất Gạch Giá nha cô chú anh chị mình. Đây là chùa Phổ Minh, phía tay trái của chung. Tuyến đường này thì tập trung đồ ăn sáng nè, đồ ăn sáng với lại các tiệm tóc, tiệm nail rồi rất là nhiều luôn. Nhưng mà do tình hình dịch này chắc không có mở ha. Hiện tại thì toàn thành phố, toàn tỉnh Kiên Giang đang thực hiện cái chỉ thị, toàn thành phố Gạch Giá đang thực hiện cái chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. 15 ha cô chú anh chị. Còn ở Hà Tiên, ở Hà Tiên thì đang thành phố Hà Tiên đang thực hiện cái chỉ thị 16 luôn nha cô chú anh chị. Tại vì hiện tại trên đó đang tình hình đang diễn biến khá là phức tạp. Đoạn này khá vắng hơn, đoạn này từ ngày này bán đồ ăn sáng rất là nhiều luôn.
nắng sớm rất là trong lành luôn ha cô chú anh chị. Chạy một vòng hít thở không khí trong lành nó cũng tốt. Tuy nhiên nó không dành cho mùa này, không giờ dành cho mùa dịch này. Thì mỗi chúng ta hãy ra ngoài đường khi có cái sự việc cần thiết nào đó, có sự việc cần thiết nào đó thì chúng ta hãy ra ngoài đường. Còn vui chơi giải trí thì thôi tạm dừng lại ha cô chú anh chị. Hiện tại thì thành phố đã thực hiện cái chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ rồi, chúng ta cũng nên chấp hành nghiêm theo cái chỉ thị đó. Trong đây là một cái trong những cái quán ăn mà có thể nói là nổi tiếng nhất ở thành phố Rạch Giá và bán đồ hải sản rất là ok luôn, đó là quán Ngọc Hòa. Quán Ngọc Hòa hả cô chú anh chị. Quán Ngọc Hòa này thì rất là lâu đời rồi, nổi tiếng lắm, bán đồ hải sản có thể nói là rất là tươi sống luôn. Trước là thiên đường của karaoke ha, cũng không thua gì đường 3 tháng 2, cũng có mấy cái quán karaoke rất là nổi tiếng. Xì Ta rồi 585 Đại Dương nhiều lắm, mình nhớ là vậy mới đúng không đó cô chú anh chị nào mà nhớ thì cho chung được ra nha, xem ha để mà xem lại. Xích dưới này tí là cái quán cà phê Sita nè, quán cà phê Sita mà không biết bây giờ còn hoạt động không nữa, cũng lâu rồi chứ không có đi cái đường này. Có đi thì cũng chạy ngang thôi chứ không mấy quan tâm. À đây ha, cà phê Siki. Đó là đường Nguyễn Nhân Cừ đó cô chú anh chị, cái đường mà
rồi lúc trước có một cái quán ở Cương Tràm. Cương Tràm cũng khá là nổi tiếng. Đây cũng một cái quán cà phê new nè, nhưng mà cũng cũng khá lâu đời à.
rất là lớn nè, thiện mỹ. Chắc cũng mới ha, chắc cũng mới đưa vào hoạt động. Đây cũng một cái cơ sở làm chân vịt nè. Cho cô chú chị mình xem lại ha.